Xin chào anh em, hôm nay vừa kiếm được mấy cái con dây cáp sạc điện thoại này, hay quá. Nó có hiển thị, có một cái màn hình lên chỗ này anh em này, đây. Đấy, hiển thị volt và ampere là cái số volt và dòng. Đầu tiên ta sẽ bóc cái ni lông này đi này, cho nó đẹp. Không biết led xanh hay led đỏ đây. Con này mình dùng sạc điện thoại nhìn có vẻ chuyên nghiệp anh em ạ. Đây nha, mình sẽ test thử với sạc dự phòng, sau đó sẽ cục sạc sau. Đây. Đấy, cắm vào nó sẽ lên luôn. Ở đây đằng này mới đúng. Đang là 5,05V này, ampere là 0 tại vì không có tải tiêu thụ. Chúng ta sẽ test thử một cái điện thoại. Cáp sạc nhanh luôn anh em nhé. Đây. Đây, sạc nhanh này, 57%. Nó sẽ báo luôn cái dòng và volt. Đây, đang là 4,99, tí nó sẽ chuyển nó sạc nhanh, nó sẽ phải hơn 9V mới phải chứ, 8-9V. Chưa qua vậy ta. Vẫn 4,99. À, hình như là sẽ phải tút cắm vào trước mới phải. Như thế này nhá. Đấy. 8,98V này, 1,48A. Đây 9,05. 1,48. Làm gì có chuyện phải tút cắm trước nhỉ? Mình sẽ tút từ đây cắm lại xem nào. Có vẻ như là lúc nãy cái điện thoại của mình nó chưa vào chế độ sạc nhanh, nó chưa ăn vô nhiều như vậy. Cắm lại này. Rồi, bây giờ sẽ kiểm tra lại. Đấy, được rồi đấy. 1,49A và 9,05V. Đây là cái màu xanh này, không biết có cái màu đỏ nào không. Mình sẽ thử cái này của mình. Cái màu này là màu à không dù nhá, rồi cục sạc dự phòng này. Các bạn mà dùng cái này đi đâu mà dùng nhìn có vẻ chuyên nghiệp đấy chứ. Bóc luôn này không ta? Rồi, tí mình sẽ bóc sau. Thử tiếp con này nha. Mình lấy hai cái micro USB. Rồi, sạc nhanh 95% này. Con này cũng màu xanh luôn. Cái đèn LED này có vẻ nó hiển thị ở ngoài nhìn rõ lắm, mà trong này sao nó lại cái thông số hình trên dây nó lại SIDA vậy. À, có lẽ mình sẽ tắt bớt đèn xem. Tắt đèn này. Tắt cái này. Đấy. Ồ. Có vẻ như nó đã vẫn vậy, xong này mắt thường nhìn đang là không phải, tại vì nó gần đầy rồi. Cái chiếc này là nó đâu nhỉ, bao nhiêu phần trăm, 95% anh em ạ. Càng gần đầy thì nó ăn dòng càng ít. Đây là 1,08 này, 9,20V. Bây giờ làm sao mà để cho nó cái này nó không nháy, mắt thường nhìn rõ vậy mà ở ngoài này nó ảo vậy. Bật điện lại nhá. Rồi, kệ nó đi, ngoài mắt thường nhìn. Bây giờ đến thử cái này. Cái này là cáp micro USB, không phải Type C anh em nhé, đồng giá hết luôn. Có lẽ lấy thử cục sạc điện thoại đây nhé. Chính là dùng sạc dự phòng đẹp hơn ạ. Dùng cái ổ điện này thì chúng ta không thể kiểm tra được, nó không bị nhìn không hoành tráng. Cái này sẽ phải dùng con nót nam ở đây. À, chưa bật điện. Sạc nhanh này, 89%. Rồi, 9,04V này. 0,63A. 9,03 này. Cái điện thoại chúng ta càng ít pin nhá thì nó càng dùng nhiều ampe, tiêu thụ nhiều hơn. Cái này nó lại đẹp hơn nhỉ, mà sao cái này nó lại nháy nháy nhỉ? Cái cáp không dù này nó nháy nháy. Nhưng mà ở ngoài mắt thường thì nhìn bình thường. Đây, sau này có vẻ rất ổn. Chuẩn bị lại chuyển sang này. 0,92A này. 5,05. Chưa chuyển ta. Đấy, chuyển rồi, 9,17V. 1,08A này. À, đi đâu mà dùng cục sạc dự phòng có cái hiển thị này nhìn cũng oách. Nhưng mà ăn nhau là chúng ta có thể biết được cái thông số này, số volt và số ampere tiêu thụ. Không cần dùng một cái ngày xưa là có cái test như thế này. Đấy, hồi xưa là phải mua cái này này. Hồi mình mua 155 nghìn. Nó chỉ là một cái đầu để test thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái này rồi thì không cần nữa. Mình sẽ thử test xem nó có thông số nó có đều với nhau không nhé. Chuẩn bị. Bây giờ là 0,87.
Đây xem hai bên 9,07 này, đấy 034 chuẩn luôn em ạ. 9,12 này. Hai cái này nháy hơi bị ngược nhau một tí. Nó không cùng cái thời điểm 9,3, 9,1 chuẩn này. 0,36 vừa nãy chuẩn luôn. Cái máy này hơi nét. Rồi. Siêu. Rồi ok. 9,13 12 này, 0,44 này, 0,31 39 chuẩn luôn anh em. 38 này. 34. Rồi ok. Hồi xưa là phải mua cái này đấy, 150.000 chỉ để test cái dòng thôi, nhưng bây giờ đã có cái này rồi, quá thuận tiện.